Muốn cùng dòng
Một chiều
Quan 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 qu
miệng lại cười xin phát nó dừng cô quan tùy quan nơi nhỏ mời hai cửa bè quan nó cô vẫn vẫn dùng quan nơi họ sắm mái trèo sắm quan rồi con sung hải hò quan nơi nhỏ về đền con quan để sung quan trao quan quan đi cô sức nhớ ra ngày hôm nay cô vừa trèo về quan quan du quan dạo cảnh thanh đô rồi dạo chơi tây hồ sang chùa chân quốc quan cô tới chùa tây hồ cô về đền hộ quốc quan tới họ thuyền sang thuyền cô sắp tới bên giang tới phủ tới đền tới bản đền 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 trần thương đây là về đây là về cô ơi thì cô bơ rừng tre thuyền đã tới bên con xin cô gặp mái treo với cô thả cầu cô lên đền xuống sông sông cô đó về bản đền đền cô đó ông thằng người tình tình tang là tang tình tang tang tình 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 tang thank you.
biết đâu quân tử mà trao ý. Vào đền cô thì cứ thẳng đường sắt mà đi trong đền thờ cô, không có ma thiêu những gì. Cây mọc xung xuênh, nối lên sông Hoa, lối về suối Nga. Tiên điện cô sống vâng lời đức mẫu thường hai thức tiên nì, độ lượng muôn hài xanh đúng đúng đỉnh đỉnh lên. Thank you.
cô bước bước khoan thai lên hậu đức đức mộng mộng thường sớ chàng dân mình để đông tàn phẳng mộng mộng yêu cô sáu mộng yêu cô sáu đẹp nhất nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần nghỉ xa lạnh như cô rất đành hành. Trên đời có một bao kẻ ra tà, nhất nhất mừng cô sống không thà. Cô sáu hòa ra các cửa rừng, cô quất tiếng ngô núi đồi im bặt, giấc mộng về rừng đất trang châu màu xanh. Cô sáu thẹn hồn cô tam mi nên non cô hoang trà thành ra hồi cũng tỏ mắt đường lan cơn gió đường tỏ mắt đường lan chiếc khói chín riêng đấy bà lạnh 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 lạnh.
tàu mẫu minh bạch vua cô về, tàu mẫu cô bạch vua tinh tu ra nổ phách tu bỏ ngoài, bỏ ngoài ra khi
dệt cơm cơm thiêu hoa cô xin về đồng dệt cơm cơm thiêu hoa thiêu nòng thiêu thiêu hoa nở trên đá cành tinh tinh tang na tinh tinh tang tinh tang tinh 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 nghề tang một tấm khóc rồng cô chim đã dệt xong một tấm khóc rồng cô đem về tiên mẫu cô lấy nhà dành cho họ đào thanh đồng tinh tinh tang à tinh tinh tang tinh đà tinh à tang tinh 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 chi cho đầu hôm nay tài mã dâng dâng cô cho đâu 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 thành
xa hồi cùng nào nước tưng mừng đồn vui cô bé chị nàng dân văn cô bé bầu trời cảnh phong nghi quang ba bốn mùa thank you.
cho sâu lòng cô. Sai nàng ngầu đuổi bắt cho mau chi trà chi chỗ bảo nhau cô trước bắt được cô sau đem về. Số vì đâu cô bé cô hành cho chồng mặt nhức nhức đầu càng của thì càng quốc thì lại càng đau như dân nghèo. Khi vào đêm sông hồ hương mỗi chốn phủ dây nổi dấu cô vào ra rừng trà sen ướp với nhị hoa mẫu phen cô đã đẹp lại nét nơ na dịu xa đi nghe môi hôm nay tô phơn phốt cánh đào chân gian đã thấy nhìn vào phải bên ngay tóc tóc cô mướn mướt bầu bệnh thương họ đào con lê vất vả sứ mô về đầu cô bé tiếp lòng lòng ban tài lòng gần đi cô tôi đem lại lòng lòng nghĩ xa đưa đi. Cô bán cô thương cô hai lòng ngàn vẻ trong họ đào nào tôi vui không có phải lo dẫu mà có mất một cô sẽ cho về you